Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Sao Dũng đây à? Úi dồi ôi. Bên này. Có khẩu này thì ngắn ai? Có khẩu này thì ngắn ai? Đơn giản thôi. Lên bảng cả đi. Làm sao đứa nào xấy đây? Bên này à? Ok, tôi qua tôi vả nó luôn rồi ngoại. Đâu rồi à? Nhanh vậy. Thế thì bắn ghê rồi. Ghê rồi đây. Làm sao? Lên bảng luôn nhá. MP10 xấy tốc độ bàn thờ luôn này. Hay quá. Tìm bắn hay quá cơ. Qua đây gạt giọt cho nó đây. Like để báo cơ lên nha, ok. Nó đai rồi. Mày báo rồi cho đai. Đó, ngon lành quần máu thôi. Hết người rồi. Chắc hết rồi. Ui. Đây có một team thôi. Team khác cho nó ở bên cạnh cơ. Sao friend bạn ơi. Có cần support không Dũng ơi? Náo thật. Chắc không cần support thế bạn, bắn ghê thế cơ mà. Được trận cuối, cố gắng bắn ghê. Sự quay ra sao, chuẩn bị nghỉ live á? Không. Nghỉ live sớm thế. Đậu xe này làm sao? Lên bảng. Một đứa bên hông à? Từ từ, ui. Càng thế ông sấy càng kiểu này. Ghê quá nhỉ. Không phải không chơi AK đâu, AK bắn giật, không thích. Không có thì mới nhưng phải chơi tạm AK thôi. Tôi chơi bình thường. Số nào tôi chỉ chơi ok. Mấy anh chơi cùng xin kẹo nha các bạn. AK thì anh em bật tắt linh hoạt ống ngắm thôi. Thế thôi. Bắn thì anh em nghỉ súng nhiều hơn. Còn kẹo thì cầm thì cầm SK vả cho nó nhanh anh em ạ. Mình thích mấy khẩu súng nhanh đấy. Xây tốc độ. Xin em có người mấy ông ơi. Ê có đồng bài chị ở lấy không? Đồng 3, hình như mình có rồi. Chưa. Chưa có không anh? Tôi nghĩ là hình như 30 có người này. À đây. Ngay chỗ đường này không anh? Xuống. Chỗ đường 120 nhá. Chưa thấy người đâu. Có người yêu nha các bạn ơi. Một thấy ký hiệu thôi. À thấy rồi thế. Đây rồi, thằng này. Làm sao? Đứng lại. Làm sao? Lên bảng. Nhanh gọn. Mới hỏi mấy câu cái nó lên bảng luôn anh em ơi. Bên này có một team là ai? Đâu team nào nói. Nó chết rồi mà, ngay có cây đa rồi mà. Dũng cân hai pha này. Ngon lành. Còn ai nữa đâu. Ôi, không thích bắn. Ở đây có 4x nha em ơi. Quá đã, không bắn Sky để đấy tí tôi lượm. Có bên này lấy khẩu Sky nhỉ. Ngon lành. Nó lại hợp lý quá nhỉ. Đi thôi. Mai nha các bạn. Mai tôi sẽ giao lưu với các bạn sau. Qua đây luôn nhỉ anh em. Gắt chưa? Ở đây có 4x này, Dũng này, có chưa? Chưa. 4x ngay phía ngay cửa 15 độ đấy. Hình như bài đấy lượm rồi, chắc bị lượm rồi. Đi. Tôi xin cái 4x cái em ơi. À đủ. Càng 4x của anh mà, anh vừa vẩn. Ông lại vớ vẩn rồi. Đây này, Dũng này, ngay đây này. À. Đó, lượm đi. Đấy, bạn này có lượm đâu. Này, cho còn lòng 3 này. Đây, vứt đây, mình xin. Ngon. Tức là đồng 2 anh em ạ. Được, lượm được. Thấy các bạn lượm nhanh quá. Đây còn đông người lắm. Chạy qua đâu đây anh em? Khoan đã. Sao friend? Đi thôi. Bên này chưa thấy ai các bạn ơi. Thế để xem nào, từ từ xem kiếm người nhỉ. Không phải đâu. Sao tôi không có người yêu đâu mà tại không có ai yêu tôi cả. Đúng rồi, đấy mới là chính xác. Dũng hôm nay thật thà thế nhỉ. Thật đáng khen ngợi cho câu nói thật thà của Dũng. Có ai thèm yêu đâu. Ok, fine. Ok, fine.
Đây qua đây chuẩn bị nút thêm bèo thôi. Ê Thính nè. Sao? Thính đâu làm sao? Chắc ông lượm rồi. Cú ra. Ông lại trả lượm rồi. Ồ, FND bạn lừa mình, rẻ tiền. Chip money. Lần sau đừng rẻ tiền như vậy nhá. Mơ đi. Đâu rồi cô Zoa? À quên. Có xem mà chat này. Xe. Đào đâu ra gấu ra bây giờ. Thì thoảng mình nói nhanh quá nói lắp anh em ạ. Ui. Lên đường nào. Bốn thầy trò đường tăng lên đường lấy kinh nào. Ai như sĩ đâu anh nhỉ. Anh có làm gì đâu. Anh có đang sợ chết đây này. Anh chẳng biết gì cả. Ai lại như sĩ là sao. Bạn nào đem tôi về nuôi ngay cho tôi ăn 3 bữa là được không? Ông ấy chẳng cần ăn nhỉ, ngày một bữa sống được rồi, cần gì ba bữa. Thế thì mình không phải sát thủ, mình hot sát thủ. Đây rồi. Gì vậy? Thanh niên này. Làm sao, đây nữa hả? Quá trời, tôi cứ liên được, đâm được. Đứa trong này. Làm sao, lên bảng này. Mày định 1-4 à? Định 1-4 à? Xong luôn, team mình gắt vãi trưởng luôn ông ạ. Thề thế này. Cán thế thì cơ mà. Tiền bịch ăn sao nổi. Nhiều máu đấy. Lượng nhiều máu. Đây có chảo à. Đây cô ra này. Mà nào chưa có qua đây lấy này. Dũng này. Cô ra bên này này. Ô bà đấy lượm rồi. Bà đấy lượm rồi. Mình có lúc nãy. Đây lên xe nào mấy đứa. Lên xe luôn nào bạn ơi. Ai lượm vào Rosa của mình. Đâu để đâu có phải của bạn đâu. Xin lại gác. Thôi không xin nữa. Thôi xin làm gì. Đâu cần nhất thiết phải có Uza đâu. Hello Lan nhá. Alpha em ơi lên xe đi em. Lại nói xấu sát thủ à. Ôi trời ơi. Nãy hạm đứa trên này này. Đấy tôi vừa tông đứa trên đây này. Đâu anh còn nói xấu sát thủ đâu. Nó nghèo lắm. Có đạn có máu thì nhiều thôi. Mấy ông có lại máu mà xài. Xong chưa. Còn công nữa lên đi em ơi. Bây giờ chúng ta lên cái đầu nha anh em. Thì vậy em ơi. Nãy chạy rồi đã cắn được hai đứa bằng mặt chắc rồi nên là hại cũng dễ thôi. Ủa. Sao bạn xuống làm gì vậy? Đâu, có bạn ấy nhảy xuống nhưng tôi biết gì đâu. Lên xe đi em ơi. Nhanh nào em. À đủ. Các bạn cứ hỏi đi. Các bạn cứ hỏi đi Dũng trả lời nhỉ. Đây chúng ta lên phía đây nha anh em. Xuống dưới chỗ này luôn chứ ngại gì. Tiếp tục kiếm người nào anh em. Tôi chạy qua phía kính coi kiểu gì cũng đông người. Anh em yên tâm kính này vừa lượm à. Quên. À đủ. Tin bảo dưới đây. Một đứa ngoài. Lên bảng. Sao? Xong rồi nhanh lắm Dũng ạ. Chẳng thế xuống chẳng em. SK team mà thì phải nhanh mà. Tôi bảo một đứa ở dưới mà chắc bạn thôi. Mày đã comment tôi chạy đi ngoài. Ok có đọc ai đâu. Cứ lái xe đi chỗ 285 có hai thính đây chạy qua mà lượm thính thôi. Đây có người này đấy. Cả nó ngoài bên hông cũng có này Dũng ơi. Có lại phía hông có người. Tôi quay lại phía hông này xúc bắc với bạn này xe máy không xuống xe em ơi. Ok đâu. Lên bảng. Rồi, một đứa đang chạy qua này. Sao vào đây? Ngay phía sau thì phải à? Đây ngoài xe quân đội này. Xe quân đội Dũng ơi. Bên này. Ok, đang quan. Theo tôi. Đang chạy này. Đứng lại em ơi. Thích chạy à? Ok, lên bảng, xong. Ok, xong. Liệu rồi. Liệu rồi. Team này tuổi gì? Lúc nãy thằng đấy nó chạy xe quân đội màu xanh lá cây nên tôi sấy một phát là tên bảng thôi à. Đơn giản thôi. Kiếm thêm đạn súng tự liên các bạn ơi. Ngon. Chào
Thảo mai. Qua đây chúng ta sẽ có đâu. Được gì nào? Dũng này chỉ cần là nuôi Dũng ngày 3 bữa là Dũng ok thôi nhỉ, không cần điều kiện nhiều nhỉ Dũng nhỉ. Là được rồi các bạn. Chứ bây giờ cuộc sống khó khăn là không có tiêu chuẩn gì cả đúng không nhỉ? Chỉ cần ăn là được. Đi các bạn ơi, lên xe nào. Dũng ơi, lên xe đi bạn ơi. Ê, nhanh, sắp tới mùa rồi. Ơ, không biết đấy cơ. Đi xe các bạn ơi. Ơ, bạn đi solo à? Sao cậu làm thế? Xuống xe. Làm thế cái gì mà làm thế? Lên xe motor truck. Đấy. Rẻ tiền. Ông thích đi riêng à? Tôi rẻ tiền bao giờ, vớ vẩn. Ok, đi. Bạn ấy kêu mình rẻ tiền, vớ vẩn. Đúng không, ai kêu bạn rẻ tiền đâu. Thế nay bạn nói ai rẻ tiền? Có phần donate sao để donate 2.000 nhá, 2.000 follow nha em nhá. Rồi chạy qua mấy chỗ thính cho anh em thính này, tha hồ thính này. À có team. Team ngay phía trước mặt nha anh em ơi, VK VK. Có thằng à, có độc một thằng. Đứa à? Đâu, một team mới chưa ông? Một team mới chưa. Tôi cắt cho nó gần hết rồi này. Anh em sấy tí là xong. Một đứa này đang chạy này, đang chạy này. Ngon lành. Một thằng của ông đây à? Xong hết rồi, nhanh lắm. Ui, vãi trưởng. Có người, có người, có người. Ở phía trong xảy ra này. Nhà. Thế nào ta? Nhà, nhà, nhà. Cửa sổ nhá, cửa sổ 120 nhá. Nâu rồi à? Ngon lành, nhanh thế nhỉ. Lên công luôn, lên công luôn. Tranh thủ giảm sát xíu này. Đây tôi phóng xe qua. Lên công luôn đi bạn ơi. Đấy bạn, phóng xe qua này. Qua support cho lo gì. Thứ hai à? Ôi tầng 1 mà nó bò đi đâu rồi? Nó chạy nhanh vậy? Nó bò lên tầng à? Ơ chắc vậy. Lên tầng các bạn ơi, tôi nghe từng chân như trên tầng đấy. Ok, lên lên lên. Hey friend. Đang lên, đang lên. Mấy đứa ơi. Thế rồi, đang canh này. Hai đứa nha. Hai đứa nha các bạn ơi. Hai đứa này. Làm sao? Ok xong. Ok, ok, hai hai. Clear. Quần máu có đấy anh em ơi. Từ từ tôi qua để xem nó chắc chở anh em. Một tờ chắc đây, tôi chở. Đây bạn, ok. Anh còn 5 thằng cuối nữa thôi. Càng rẻ tiền nha. Ơ, anh làm gì đâu, anh vô tội. Dũng ơi, sao bạn kiểu gì mà để fan bạn nói mình rẻ tiền thế. Không được rồi. Chạy đi bạn ơi. Fan này không tốt một nữa, hơi phí. Không, có vuốt gì đâu em ơi, lọc. Sao bạn ơi, qua đảo bên cạnh đi. Nhanh chạy qua cầu, nhanh không bo thu này. Chạy nhanh Dũng ơi. Thúc đi Dũng chạy nhanh. Ơ, đứa nào lấy xe đây? Không phải Dũng à? Tớ ông bảo ông dành phần lấy xe. Úi dồi ôi. Chạy qua chỗ đâu luôn thì nhé mày. Dũng chạy xe hay là ai chạy xe đây? Công chạy xe à? Ê, trong. Ôi vãi trưởng, thằng con nó chạy. Vãi trưởng, con nó chạy ra mãi ngoài này làm gì vậy? Đồng đội kiểu gì vậy? Chịu luôn. Ngay chỗ cần chạy thì không chạy lần sau. Ui, nó bị lag ông ạ, mất wifi. Con nó bị lag rồi, mất wifi rồi, bây giờ còn 3 thôi. Thế rồi, thế rồi, thế rồi, cứu nhau à? Cứu nhau à? Lên bảng nha. Cứu nhau à? Cứu nhau à? Làm sao? Cứu nhau à? Lên bảng nha, làm sao? Làm sao tôi đứng góc này sấy quá ngon luôn Dũng ạ. Ngon lành. Đi, sấy đi, sấy nổ bóng keo đi. Xong rồi, sấy xong cho nó rồi. Vãi trở tôi một luôn. Ngon lành, ăn mừng thôi. Úi dồi ôi, công nó bị lag rồi. Cho một đứa lag lái xe, nó dẫn cả team ra ngoài bo luôn đấy chứ ông. Yes, tuyệt vời. Ui, Dũng gắt nhỉ, 13 kill nhỉ. Sĩ có 13 kill luôn, kinh chưa anh em, thấy ghê chưa? Wow, sĩ gắt nhỉ, 13 kill nhỉ. Tưởng Dũng ít kill. Oh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.